Như Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cho Huyền là cá ngừ kho khốm nha cả nhà. Đây, Huyền có cá ngừ kho khốm. Rất là ngon luôn nha cả nhà. Thì còn đây là canh khổ qua nấu trứng nha. Đó, hôm nay mình sẽ ăn kèm với cơm trắng. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn cho Huyền nha. Trước khi ăn, Huyền sẽ mời cả nhà húp miếng canh khổ qua cho mát với Huyền nha. Wow. Khổ qua nấu trứng ngon nha cả nhà, nấu trứng vịt. Nấu khổ qua chín xong đập trứng vịt bỏ vô cả nhà. Đây. Ngon. Đây là trứng cá ngừ nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Ngon luôn đó cả. Kho khốm nó chắc cứng ngắt luôn cả nhà ơi. Nó dẻ cứng ngắt à. Ngon. Ăn nó thơm. Mình nhớ kèm miếng cơm nha. Chua chua ngon quá. Wow, cay. Ngon. Mong ngợi trứng cá ngừ ngon dữ ta. Ở đâu lụm được trứng trong này cả nhà. Nấu bể nè. Ngon hết. Huyền mời cả nhà nha. Cái xương cả nhà, lụm cái xương nha. Con cá kho nó rất là dẻ nha cả nhà, rất là ngon, vừa ăn. Lâu lâu mình ăn lại cái món cá ngừ kho khốm ngon quá cả nhà. Canh khổ qua ăn mát. Khói mới chua chua. Ớt có cay nữa. Ngon nha cả nhà. Cái xương. Hôm nay do mùa mưa. Ngày nào cũng mưa chiều hết cả nhà. Mưa chiều ăn cơm nóng. Cá kho ngon cả nhà. Đập cá kho khốp lắm, ngon. Chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Cay cay của ớt nữa.
thơm mùi hành với tỏi nha cả nhà. Mùi hành với tỏi cả nhà biết sao không? Huyền trước khi Huyền kho thì Huyền có chiên, chiên con cá ngừ này nè. Huyền chiên lên cho nó săn thịt nó chắc lại với cho nó thơm á cả nhà. Nó đỡ tanh á. Xong rồi Huyền mới kho. Cho nên là nó thơm mùi tỏi. Huyền bỏ tỏi nè. Rồi Huyền kho với hành lá nè. Rồi ớt nè. Mà điều cá này cũng có xương nữa nè, cả nhà, xương cũng nhiều lắm nè. Mà điều xương này xương to nha. Cá này nó đỡ hơn con cá rô nha cả nhà. Con cá rô xương nó hơi nhỏ. Huyền mời cả nhà nghe. Thịt nó dễ cứng nhắc đó cả nhà. Mình chiên nó bán mùi tanh cả nhà. Nó không có tanh, với cái thịt nó rất là dẻ. Cái nhà con này, cái nhà. Rất là ngon. Canh khổ qua này ăn mát. Nó đắng đắng nè cả nhà. Nấu ra cái nước thuốc, nấu ra cái nước khổ qua đắng đắng như nước thuốc vậy đó. Ăn là mình hấp nó mát. Xương cây nào cái đấy chà bá lửa. Khóm ăn chua chua ngọt ngọt ngon lắm cả nhà. Đó. Dốc hành. Ôi dốc hành nó ngọt nữa cả nhà. Ngọt mà thơm. Nó cay cay mà ngon. Đó. Đây. Cay quá cả nhà. Con cá nó dẻ khác ngon lắm nha cả nhà.
Cái này dễ khắc cứng nhắc luôn. Ôi dạ. Wow, cả nhà. Hấp dẫn chưa? Bên ngoài cả nhà nha. Cá này á, mình coi không có mặn ngay cả nhà, vừa ăn cho nên là hấp cái nước cá không có mặn. Ngon quá cả nhà. Bữa nay Huyền đổi cái ly. Cái ly này là cái ly sữa nha cả nhà. Cái ly sữa sữa hộp của người lớn tuổi cả nhà. Mình mua cái hộp sữa người ta tặng cái ly nè. Cho nên là nó có cái số nè cả nhà. Thì hồi nãy Huyền nhờ ông xã Huyền lấy cho Huyền cái ly nước, ông lấy lộn cái ly này. Cái ly mọi ngày có Huyền quay ông không lấy, ông lấy cái ly này. Thôi kệ là lạ. Huyền mời cả nhà uống nước cho Huyền nha. Cả nhà biết sao mà cái màn hình bên đây nè, nó bị tối mà bên đây nó sáng hơn cả nhà. Cái đèn led bên đây hết pin. Cái đèn led bên đây nó hết pin, nó tối thui luôn. Đâm ra cái độ bên đây nó bị tối cả nhà. Thì bây giờ Nhu Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh Trần Ngọc Nhu Huyền, cả nhà đăng ký lại sẽ ủng hộ cho Huyền nha. Nhu Huyền xin bye bye.